Và quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với hiệp 2 của trận đấu ngày hôm nay. Hiệp 1 đã khép lại với 35 phút thi đấu và hai bàn thắng đã được ghi chia đều cho cả hai bên. Một bàn dành cho cao thủ 1983 Tiên Du và một bàn dành cho 1983 thành phố Bắc Ninh. Tiên Du là đội bóng chủ nhà và đã có được bàn thắng dẫn trước. Thế nhưng những lợi thế đó đã không được duy trì lâu khi mà 1983 thành phố Bắc Ninh họ đã rất nhanh có được bàn gỡ. Và lập công tới từ trận sút mà số 15 là tình huống lập công đã khiến cho đầu khi mà 1983 thành phố Bắc Ninh quay trở lại họ đã rất nhanh có được bàn gỡ. Ở trong hiệp 2 này thì cả hai đội sẽ đổi sân. Bên phía tay phải màn ảnh nhỏ của chúng ta là 1983 Tiên Du và bên phía tay trái màn ảnh đó chính là cao thủ 1983 thành phố Bắc Ninh trong trang phục quần đỏ đó. Tiếp tục sẽ là một tình huống đá biên tiếp theo dành cho cao thủ 1983 Tiên Du. Minh Hiếu, một bóng rất nguy hiểm, cơ hội chưa được. Một tình huống mà Minh Hiếu đã không có được sự chắc chắn. Cơ hội dứt điểm dành cho Trần Sức mang áo số 10 Minh Quyền, người vào sân và đang mang lại rất nhiều những sự Minh Hiếu, một bóng rất nguy hiểm, cơ hội chưa được. Đưa bóng vào, chưa được. Thành Sơn đã không có đủ tốc độ để có thể kịp thời dứt điểm trước khi mà hậu vệ mang số 16 Quốc Sơn có thể áp sát. Bóng dành cho cao thủ 1983 thành phố Bắc Ninh, lỗi rồi. Thành Sơn đã phạm lỗi với chân sút mang áo số 16 đó là Quốc Sơn. Không được. Quyết định là một tình huống dứt điểm ngay. Cự ly là tương đối gần, nhưng cú đá vừa rồi của số 7 lại là quá thiếu chính xác. Ở trong hiệp 2 này thì Đăng Thuận cũng đã được tung vào sân. Thay vào đó thì Văn Hải cùng với Văn Trúc là hai cầu thủ được rút ra nghỉ. Cái tên thứ hai được đưa vào sân đó là Vinh Quang mang áo số 5. Đó là chính sự thay đổi người của đội bóng áo đỏ thành phố Bắc Ninh. Hy vọng những sự thay đổi của 1983 thành phố Bắc Ninh sẽ mang lại một làn gió mới trong lối chơi của họ ở hiệp 2 này. Chúng ta sẽ cùng đến với một quả đá phạt cố định dành cho 1983 thành phố Bắc Ninh. Người đang đứng trước bóng là chân sút mang áo số 10 Minh Quyền. Đường chuyền của Minh Quyền, chân trái không thành công. Tình huống dứt điểm không thực sự tốt của Minh Hiếu. Cú đá không trúng tâm bóng. Tình phát bóng lên dành cho 1983 thành phố Bắc Ninh. Bây giờ sẽ có thêm một quả đá phạt góc nữa. Đội bóng áo đỏ đang tích cực đẩy cao.
Nhưng mà thì trong hiệp 2 này, Minh Hiếu vẫn sẽ là cầu thủ đá trung vệ thòng dành cho thành phố Bắc Ninh. Ở phía trên thì họ còn có những sự thay đổi. Và lối đá của thành phố Bắc Ninh đang trở nên miễn miều hơn. Họ sẽ đẩy cao tốc độ của trận đấu này. Đá nhanh sẽ là một bài đá quen thuộc của đội bóng áo đỏ. Đó là sự bất ngờ mà họ sẽ dành cho Tiên Du ở những quãng thời gian đầu tiên của hiệp 2. Đá biên dành cho Tiên Du. Tiếp tục sẽ là quả đá biên. Tiếp tục sẽ là phát bóng lên. Để tình huống áp thành của đội bóng áo xanh cho tới thời điểm hiện tại, mặc dù họ cũng đã có nhiều những cơ hội, thế nhưng họ cần phải có thêm những pha dứt điểm trúng đích. Sự chính xác là điều cần phải được ưu tiên ở trong những pha ra chân. Những cú sút của đội bóng Tiên Du có lực đi tốt nhưng lại thiếu đi sự chính xác. Rất nhịp nhàng, không được. Thì cũng ra chân một góc sút quá hẹp mà không làm khó được thủ môn Đăng Tiến. Thủ chuyển tốt của số 7. Những người đồng đội của anh thì lại bó vào trong thay vì là dạt biên. Minh Hiếu. Phía trong đang có Đăng Quyền. Chân trái vẫn không thành công. Đó là một quyết định với một pha dứt điểm ngay của Ngọc Tường. Phá bóng an toàn. Đó là lựa chọn của Nam Cá Hồi. Vô lê. Những bài đá của cao thủ áo đỏ đang đa dạng hơn. Họ cũng chơi một lối chơi khá giống với cách chơi của đội bóng áo xanh ở những phút đầu tiên trận đấu ngày hôm nay. Rất quyết liệt. Nam Cá Hồi. Minh Hiếu. Bóng đến với số 10, chân trái. Ngày hôm nay thì là Ngậu Đình Hậu đang là cầu thủ phải bọc lót rất nhiều cho hai cầu thủ ở hành lang biên. Trước đó là sự sung sướng. Ở bên cạnh của anh, bên phía tay trái đó là Nam Cá Hồi. Sẽ là một tình huống treo bóng dài lên phía trên của Đình Hậu. Nhưng không có địa chỉ ở phía trên. Mặc dù Thanh Sơn là cầu thủ có chiều cao tốt, thế nhưng việc chuyền bóng chính xác cũng là rất quan trọng để có thể đưa treo bóng tới cái đầu của số 99. Bóng đã nằm gọn trong tay của thủ thành ma số 1 Văn Công. Hôm nay thì Văn Công cũng đang có được một trận đấu tương đối thành công. Rất nhịp nhàng. Đường chuyền hỏng. Tình huống chuyền bóng rất nghệ sĩ của Vinh Quang. Trong tập thể của đội bóng 1983 thành phố Bắc Ninh thì Vinh Quang cùng với Đăng Thuận là hai đội phó của đội bóng này. Một đội phó khác đó chính là Ngọc Tường. Đội bóng này có được một sự dẫn dắt
ở tuyến giữa tới từ đội trưởng Hải Sơn. Rất chính xác. Đã có lỗi kê chân, trọng tài đã rút ngay một thẻ vàng. Tình huống mà người đã mắc lỗi đó là Thanh Sơn, chân sút vào số 99 đã có một tình huống vào bóng tương đối nguy hiểm. Cú sút từ rất xa. Tình huống dứt điểm mang tính giải vây của giải tỏa của Minh Tuyền. Từ rất xa. Đây là Đình Hậu. Chúng ta cùng theo dõi một tình huống mà đường truyền rất hay của trận số 3 số 10. Minh Quyền là người đã có pha chuyền bóng bằng má ngoài chân phải. Tiếp tục sẽ là một quả đá biên. Bóng chạm tay. Không biết là đó có phải là một tình huống để bóng chạm tay ở trong vòng cấm hay không? Dường như là không phải. Tiếp tục sẽ là một quả. Đó, chính xác là như vậy. Rất may mắn dành cho bóng chạm tay của Bắc Ninh. Họ không phải nhận một quả pen. Rất nguy hiểm. Và như vậy là bàn thắng được công nhận dành cho các cầu thủ 1983 Tiên Du rất nhanh. Họ tận dụng quá tốt cơ hội đá phạt của mình và thực hiện một tình huống đá phạt nhanh. 1983 đã không chờ đợi tiếng còi vang lên. Tình huống đá phạt nhanh hợp lệ của đội bóng áo xanh. Chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng mà Thanh Sơn đã có một nhịp nhú bóng để đánh lừa 4 cầu thủ đang làm hàng rào. Và đưa một đường chuyền quá thuận lợi sang vị trí của chân sút mang áo số 10. Đội trưởng tiến công là người đã có pha kết thúc chính xác. Xin chào anh Văn Chất. Nguy hiểm, bàn thắng tiếp theo dành cho cầu thủ Tiên Du. Những pha dứt điểm quá bất ngờ. Vâng, dường như là trọng tài đã không công nhận bàn thắng này. Vâng, đã có những cự cãi ở trên sân. Liệu rằng tổ trọng tài có cần phải trách va hay không?
Nguy hiểm, 3 tháng tiếp theo dành cho cao thủ Tiên Du. Và như vậy là trọng tài sẽ xem lại video hỗ trợ trong tình huống này. Quá bất ngờ, không thực sự rõ ràng, diễn biến nhanh. Và chúng ta cùng chờ đợi những quyết định đến từ tổ trọng tài. Đó, xin mời tất cả những người không có nhiệm vụ, chúng ta sẽ không theo dõi ạ. Cho cao thủ Tiên Du những pha dứt điểm quá bất ngờ. Tiếp bóng rồi. Chúng ta cùng chờ đợi quyết định của tổ trọng tài sau khi theo dõi lại video quay chậm. Như vậy là bàn thắng được công nhận dành cho cầu thủ 1983 Tiên Du. Sau rất nhiều quãng thời gian mà tổ trọng tài đã cần phải xem lại video hỗ trợ. Ba một cho Tiên Du, không thể khác được. Quyết định đã được đưa ra và không có bất cứ một lỗi lầm nào trong tình huống mà cầu thủ của đội bóng áo đỏ là cầu thủ đã phản lưới nhà. Dường như đó là số 16 Quốc Sơn. Và rất may đó là một tình huống mà góc quay của chúng tôi cũng đã quay lại rất kỹ lưỡng và cũng đã hỗ trợ rất tốt dành cho tổ trọng tài. Một pha bóng diễn ra nhanh và quyết định đã được đưa ra đó là bàn thắng dành cho 1983 Tiên Du. Bóng diễn ra nhanh và quyết định đã được đưa ra đó là bàn thắng dành cho 1983 Tiên Du. Diễn ra nhanh và quyết định đã được đưa ra đó là bàn thắng dành cho 1983. Ngay sau khi trận đấu này của chúng ta khép lại thì chúng ta sẽ đến với loạt trận thứ hai thuộc vòng bảng, cuộc đối đầu giữa các cầu thủ Từ Sơn và 1983 Quế Võ. Đó sẽ là một trận đấu cực kỳ kịch tính khi mà cả Từ Sơn và Quế Võ đều đang là những thế lực của bóng đá phong trào. Bên cạnh đó thì Yên Phong những năm trở lại đây bóng đá trẻ đang được quan tâm rất nhiều. Ở ngày thi đấu ngày hôm nay, ngày thi đấu khai mạc thì Yên Phong không ra quân. Họ sẽ thi đấu ở những tuần sau. Không được. Tiếp tục là một pha nhồi bóng Quốc Sơn. Rất nhịp nhàng tiến công. Dứt điểm không vào. Khi cần thì tiến công cũng sẵn sàng tung ra những pha dứt điểm như thế này. Cầu thủ có khả năng thi đấu độc lập tốt ở phía trên. Điểm không vào. Khán giả đang đến sân ngày một đông hơn. Có lẽ
sức hút của giải bóng đá tranh cúp heo vàng Kinh Bắc lần thứ 5 đang dần được lan tỏa. Bật bóng tốt. Đây là lần thứ 3 ở trong trận đấu này thành phố Bắc Ninh phải rượt đuổi tỷ số. Ở lần trước thì họ đã thành công để có thể có được bàn sàn vàng cách biệt với tỷ số là 1-0. Nhưng bây giờ khoảng cách đã là 2 bàn và thời gian của trận đấu đang trôi rất nhanh. 1983 thành phố Bắc Ninh sẽ cần phải khẩn trương hơn. Họ là đội bóng cũng đã có được một lối đá khởi sắc khi bàn thắng của đội bóng này đến. Nhưng bây giờ sau khi liên tiếp phải nhận 2 bàn thua, đặc biệt đó là tình huống phản lưới nhà của Quốc Sơn sau nỗ lực phá bóng, họ sẽ cần phải sốc lại tinh thần thi đấu. Không được. Minh Quyền. Góc sút đã là quá hẹp rồi. Minh Quyền. Chính xác hơn thì đó là pha dứt điểm của Quốc Sơn. Góc sút đã là quá hẹp rồi. Thủ thành Đăng Tuyến cũng đã khép góc tốt. Minh Quyền. Và lốp bóng đã không đến với vị trí của tiến công. Ít phút vừa qua thì trong chiếc áo số 11 là người cũng đã được bổ sung ở hành lang cánh phải dành cho đội bóng áo xanh. Đó chính là Cao Thượng. Cao Thượng vào sân và sẽ được đá tự do ở hành lang cánh của mình. Khâu phòng ngự của đội bóng 1983 Tiên Du đang tỏ ra tương đối chắc chắn. Quay trở lại với Minh Quyền. Đình Hậu. Vì phút vừa qua thì trung vệ Đình Hậu không phải hoạt động quá nhiều. Những cầu thủ hay chạy cánh và tuyến giữa của Tiên Du đang làm tốt nhiệm vụ để hỗ trợ cho Đình Hậu. Nó không giống như kịch bản mà đội bóng này đã gặp phải ở những phút cuối của hiệp 1. Đó là quãng thời gian mà Đình Hậu đã phải lót rất nhiều dành cho sự sung sướng. Như vậy thì lúc này Thanh Sơn đã bó sâu và đá ở vai trò của sự sung sướng ở trong hiệp 1. Hậu vệ cánh phải theo hướng tấn công của cao thủ Tiên Du. Vị trí của anh sẽ được đảm nhiệm bởi Cao Thượng. Cao Thượng cùng với Trung Kính. Bên cạnh đó là đội trưởng tiến công vẫn đang được giữ lại. Bộ khung chắc chắn của đội bóng Tiên Du được giữ lại để kết hợp cùng với ba cầu thủ mới được tung vào sân ở trong hiệp 2. Văn Công. Ngọc Tường. Ngọc Tường là cầu thủ đã ghi được bàn thắng duy nhất của cao thủ 1983 thành phố Bắc Ninh tính đến thời điểm này. Không có gì nguy hiểm, quá đơn giản với Đăng Tuyến. Hôm nay thì Đăng Tuyến cũng là một thủ thành chơi hay. Vẫn là tiến công. Có thể dứt điểm từ xa, không được. Thêm một pha dứt điểm nữa. Liên tiếp là những cơ hội mà cao thủ 1983 Tiên Du đang lấn lướt hơn ở phần sân của thành phố Bắc Ninh. Trận đấu của chúng ta đang được đẩy lên với nhịp độ rất cao. Minh Quyền. Không được. Tình huống mà
Ngọc Tường đã bị phạm lỗi. Khi cần thì Tiên Du sẵn sàng có những pha va chạm ở khu vực giữa sân. Họ sẽ thu hồi bóng một cách quyết liệt. Rất hay, Minh Hiếu chưa được. Có tới 4 cầu thủ của đội bóng áo xanh đã sẵn sàng ngăn cản pha đi bóng nỗ lực vừa rồi. Một tình huống đột phá không thành công của Minh Hiếu. Tiếp tục là một pha va chạm rất mạnh nữa của cầu thủ, không thậm chí là hai cầu thủ của Tiên Du đang nằm trên sân. Như vậy là rất may không có chấn thương nào đến với hai cầu thủ của Tiên Du. Bấm bóng, không có được pha dứt điểm bằng đồng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một tình huống phát bóng lên dành cho các cầu thủ Tiên Du. Dẫn trước và Tiên Du chắc chắn sẽ đá chậm. Đội bóng xanh chờ đợi thành phố Bắc Ninh sẽ phải đẩy cao đội hình khi mà thời gian của trận đấu đang trôi dần về những phút cuối. Chỉ còn khoảng chưa đầy 9 phút nữa cho những nỗ lực của đội bóng áo đỏ để có thể suy nghĩ về việc có điểm trong trận đấu ngày hôm nay. Nỗ lực của đội bóng áo đỏ để có thể suy nghĩ về việc có điểm trong trận đấu ngày hôm nay. Tiếp tục sẽ là quả đá biên dành cho thành phố Bắc Ninh. Lỗi cầu giờ. Quả thẻ vàng dành cho Nam Cá Hồi. Và từ anh qua trái bóng sẽ là Minh Quyền. Dứt điểm từ xa. Quyết định dứt điểm ngay. Cú đá căng nhưng lại không có cơ hội dành cho những cầu thủ ở phía trong để có thể băng cất. Dứt điểm từ xa. Quyết định dứt điểm ngay. Xin chào anh Xuân Hải. Anh xem thành phố Bắc Ninh lúc này đang muốn đẩy cao tốc độ của trận đấu. Khi mà trận đấu diễn ra nhanh, cơ hội sẽ đến một cách nhiều hơn, đều đặn hơn đối với thành phố Bắc Ninh trên con đường để có thể đưa trận đấu quay trở lại với vạch xuất phát. Như vậy thì các cầu thủ Tiên Du sẽ có thêm những sự thay đổi người. Nam Cá Hồi đã rời sân rồi. Dường như cầu thủ được tung vào sân quay trở lại đó là vị trí của trận trúc mang áo số 88, Bạch Hoàng. Tiến công. Vẫn là tiến công, phạm qua người, tương đương khéo léo, đưa vào. Cơ hội dành cho Tiên Du, chân trái, không vào. Và như vậy là đó lại là một tình huống dành tặng bàn thắng dành cho Thành Sơn. Rất đáng tiếc cho thủ thành Văn Công. Một pha bóng mà nỗ lực của Văn Công đã vô tình lại trở thành một pha đốt đèn. Chúng ta cùng nhau theo dõi lại pha bóng mà nó dẫn tới bàn thắng tuyệt vời của cầu thủ Tiên Du. Đôi giành quyền thứ tư. Trước đó thì Văn Công đã có kiểm soát được pha dứt điểm đầu tiên dành cho Thành Sơn. Nhưng ở trong những tình huống tiếp theo, những nhịp khống chế tiếp theo, Văn Công đã tự làm khó mình với việc anh đã hất bóng vào khung thành. Rất đáng tiếc dành cho chân sút, xin lỗi là dành cho thủ thành báo số 1 của đội bóng thành phố Bắc Ninh. Lấy bóng rất tốc độ, sút xa không vào. Cú đá là tương đối tốt của số 88. Trần Xuân Mao số 88 là cầu thủ đã được tung vào sân. Đó chính là Văn Chiến.
Như vậy sẽ có 3 phút bù giờ ở trong 30-35 đây mà. Ở trong hiệp 2 này. Đấy, như vậy thì chính xác hơn thì mỗi một hiệp đấu sẽ diễn ra trong khoảng 30 phút thôi. Các lão tướng của chúng ta năm nay cũng đã già hơn rồi. Năm ngoái có thể đá 35 nhưng năm nay xuống 30, năm sau có lẽ là còn 25 thôi. Ban tổ chức cũng đã rất tinh tế để có thể ở như vậy chúng ta sẽ thống nhất về vấn đề này sau. Quay trở lại với một tình huống lên bóng dành cho cao thủ Tiên Du. Cắt ngang rất nguy hiểm. Lần này thì Văn Công đã chắc chắn hơn sau nhịp khống chế đầu tiên, và sau đó thì anh đã bắt gọn bóng. Thành phố sẽ cần phải đẩy cao tốc độ của trận đấu nếu như muốn kiếm lại ít nhất là một điểm trước khi nghĩ đến một viễn cảnh khác, đó là một chiến thắng. Còn lúc này thì thủ thành Văn Công của thành phố Bắc Ninh đang gặp phải một chấn thương chăng? Tiếp tục là cơ hội dành cho cao thủ áo đỏ. Ông trọng tài đã dừng bóng rồi. Tình huống mà thủ thành Văn Công đang bị đau. Và một tình huống mà thủ thành Văn Công đã chủ động để xin phép trọng tài dừng trận đấu. Hy vọng nó sẽ không phải là chấn thương. Lên bóng dành cho cao thủ thành phố Bắc Ninh. Kể từ khi mà chân sút mà áo số 30 đến với trận đấu này thì Kim Cương đang là người nhận được rất nhiều bóng. Kim Cương sẽ là cầu thủ cần phải tăng tốc, cần phải chủ động tăng tốc ở những phút cuối. Nền tảng thực lực của hàng phòng ngự bên phía Tiên Du cũng đã phần nào thuyên giảm. Đó là cơ hội dành cho Kim Cương để phô diễn kỹ thuật cá nhân và tốc độ cũng như là khả năng dứt điểm tốt của mình. Đây là Đình Hậu. Đánh đầu không thành công. Tình huống dứt điểm bằng đầu chưa chính xác tốt của mình. Đó là pha kết thúc tới từ chân sút đầu số 83 thành công, là vị trí của chiến thắng. Minh Hiếu cắt bóng tốt, cơ hội dành cho cao thủ Tiên Du. 4-3 hơi chậm, sút xa không vào. Một pha bóng mà khả năng dứt điểm quá tốt vừa rồi. Người sút cũng hay mà người cản phá cũng xuất thần. Đó là pha kết thúc của trung kính. Và vừa rồi chúng ta thấy được rằng đó là một pha bóng mà Văn Công đã cho thấy khả năng kiểm soát bóng trên không gian của mình. Cảm quan về không gian là quá tốt, cũng như là những tình huống đọc bài dứt điểm tới từ đối phương. Hơi chậm, sút xa. Đó là một pha bóng bay người quá đẹp mắt của Văn Công.
Như vậy thì sẽ là phát bóng lên dành cho cao thủ thành phố Bắc Ninh. Trận đấu của chúng ta đang trôi dần về những phút cuối, tính cả quãng thời gian bù giờ rồi. Thành phố Bắc Ninh cần ít nhất một và thậm chí là hai bàn thắng lúc này để có thể tiếp tục những vòng đấu phía sau một cách dễ dàng hơn. Quả tạt lên phía trên, chiến thắng cũng đang là cầu thủ đá thay ở vị trí của Thanh Sơn. Minh Hiếu, bóng xuống đáy biên và không có được một tình huống nhả lại về tuyến hai thì sẽ có thêm một quả đá phạt góc. Minh Hiếu tiếp tục sẽ là đá biên, bằng cắt không vào. Trận đấu cứ diễn ra nhanh như thế này thì cơ hội cũng sẽ đến dành cho các cầu thủ của thành phố Bắc Ninh. Không được, được xử lý bóng lỗi của chiến thắng. Ngày hôm nay thì chiến thắng trụ phong của đội bóng Tiền Du ở trong quãng thời gian của hiệp 2 đang chưa có được cảm giác bóng tốt nhất. Văn Công, Minh Quyền, và để bắt bóng của số 55 Trung Kính. Cơ hội không phải là một tình huống mà chiến thắng đến với cột 2. Đường truyền phải nói là tuyệt vời tới từ Trung Kính. Chỉ cần có mặt ở cột 2 thôi, gần như là chắc chắn sẽ có bàn. Đình Hậu quyết định dứt điểm ngay, không vào. Và như vậy đó cũng là tình huống cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay. Trận đấu của chúng ta khép lại với tỷ số là 4-1. Phần thắng chung cuộc thuộc về đội bóng 1983 Tiên Du. Và sau đây thì cái đội bóng sẽ đến với một màn chào khán giả. Nhưng trước khi đó thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một tình huống dứt điểm từ rất xa của Đình Hậu. Cú đá căng nhưng bóng vẫn đi thiếu chính xác. Ngày hôm nay thì cái duyên ghi bàn của Đình Hậu không tới và chưa có được bàn thắng ở trong một ngày mà đội bóng của anh ra quân với một chiến thắng rực rỡ 4-1. Đội chủ nhà Tiên Du đã có được 3 điểm đầu tiên. Trong khi đó thì thành phố Bắc Ninh họ sẽ nghĩ đến những chiến thuật cho trận đấu thứ hai diễn ra vào tuần sau. Quý vị khán giả thân mến,